đứng lại đó cho cô. Em lại cấp tiết rồi đúng không Mẫn? Tại sao em lại làm như vậy? Em có biết là để cho em ăn học ba mẹ em phải làm lụng vất vả như thế nào không Mẫn? Sao em nỡ lòng làm đối xử với ba mẹ em như vậy vậy Mẫn? Hả? Bây giờ là giờ đã về mà cô. Em nói vậy đó hả? Thì em đi được rồi ha. À, ê mà Khoa Mẫn. À, em lên ngay chỗ phòng phát thanh á, em dọn dẹp vệ sinh giúp cô chút xíu nha. Cảm ơn Mẫn, đi em. Ủa? Ủa? Thầy Phúc chưa về hả thầy? Bây giờ tôi về nè. À, mà thầy Phúc ơi, thầy có số điện thoại của thầy Quang không? Cho em xin nha. Ờ, có. Dạ. Số mấy vậy thầy? Đợi chút. Thầy Phúc, cho tôi hỏi. À, tôi ra liền. Thôi, nè, em coi đi, nha. Anh ra chút. Gì thầy? Không biết thầy Phúc có lưu số điện thoại của mình ở trong phím tắt không ta? Số 1 nè. Không phải mình. Số 2. Không phải luôn. Số 3. Cũng không phải. Số 1. Số 9. Số kỳ quá vậy. Vậy là thầy Phúc không có lưu số điện thoại mình trong mấy cái phím tắt này hả? Vậy không lẽ mình không quan trọng hay sao? Cô kiếm có chưa? À, dạ có rồi thầy. Ồ. Vậy nè, bây giờ tôi có công. Có gì à? Tôi gọi nha. À, dạ. Vậy nha. Dạ. À, mấy em nè. Cho cô hỏi cái này chút xíu. Về cái số điện thoại ưu tiên ở trong điện thoại của con trai á. Ưu tiên là sao cô? À, thì giống như là khi mà mình gọi điện thoại á thì mình không có cần phải bấm số mà mình chỉ cần nhấn một số thôi. Ví dụ như ưu tiên là số 1 là bố nè, số 2 là mẹ, số 3 là chị. Ờ à, kiểu vậy á. À, cái vụ đó em xài hoài cô ơi. Số 1 á em thường là để người quan trọng nhất á. À đúng rồi, em cũng vậy. Số 1 em cũng để người quan trọng nhất. Để em thử cho cô xem. Alo bố ạ. À, con đang ở trường, con yêu bố lắm. Dạ thôi ạ. Dạ đó cô. Vậy hả? Dạ. Khoan cô, bố em gọi lại. Con nghe này bố. Dạ. Dạ. Gì vậy em? Bố chửi em mày điên à? À, vậy còn Minh, em lưu số 1 là gì vậy? À, số 1 của em là Yumi á cô. Cái gì? Tại sao lại là Yumi? Số 1 phải là tôi chứ. Ờ, thì tôi lưu ông tôi lưu số 2 nè, ông nhìn đi. Sao vậy? Ông giận chưa hả? Mà, là ông... Thì cô hỏi mấy chuyện này chi vậy? Ờ, cô hỏi cho biết vậy thôi. Mà có thiệt vậy không em? Cái lời chào của mấy đứa con gái thôi cô. Còn em thì đơn giản ngắn gọn. Thứ nhất, tiệm pizza. Thứ hai là tiệm net. Thứ ba là cửa hàng thức ăn nhanh. À, thì ra là vậy. Là tùy theo người đúng không em? Đúng rồi cô. Các em ơi, các em dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nha. Cảm ơn mấy đứa. Con đâu vậy? Dạ con đi chơi. Ủa mọi người đâu hết rồi mẹ? Ừ, mọi người ai cũng công chuyện của anh ta rồi. Dạ. Kiếm gì vậy? Con để quên cái bóp rồi. Thằng hậu đậu ghê luôn.
May quá, hôm xíu nữa là bút quê rồi. Nè, dạ. Chút nữa con gọi điện thoại cho con Chi, hỏi mai nó rảnh không, mày đem quần cubo cho nó giữ đi, mai mày đi chùa với mấy người bạn nha. Dạ, để gọi liền luôn cho. Ừ. Alo, Chi hả? Em nghe thầy Phúc. Ủa, Dị Huyền hả? Dạ, có gì không thầy? Không, anh gọi lộn số á. Bây giờ anh qua đón em liền nè. À, dạ. Ủa gì kỳ vậy ta? Mình nhớ rõ ràng bấm tiếng tắt để gọi cho Kim Chi mà. Dạ, tại đi chung với thầy Phúc là em vui rồi thầy. Ủa, phải Phúc không? Bấm. Ủa, lâu quá không gặp mày á, không ngờ hôm nay gặp mày ở đây á. Ủa, ai đây? À, chào chị, tôi là bạn học cấp 3 của ông Phúc. Dạ, chào anh. À, bộ mới à? Hả? Bộ mới à? À, bà đồng nghiệp. À, thôi tao đi nha, bữa nào gặp mình nhậu sau ha. Ừ, ok. Hồi xưa học chung cấp 3 với anh á, về lâu lắm mới gặp á. Em sao vậy? Lúc này đáng cái nỗi giận lắm rồi đó Diệu Hiền. Chuyện điện thoại có thể bỏ qua được, nhưng mà chuyện này nhất quyết không được bỏ qua. Diệu Hiền, em đang nghĩ gì vậy? Thầy Phúc, thầy làm vậy thầy có thấy quá đáng với em không thầy? Thầy giới thiệu với bạn thầy em là bạn đồng nghiệp là sao? Là đối với thầy em chỉ là đồng nghiệp của thầy thôi á hả? Chỉ vì em giới thiệu vậy thôi mà em buồn á hả? Thầy làm như vậy không những buồn mà là giống như là sự sỉ nhục cho em á thầy biết không? Cái gì mà nói ghê vậy? Cái gì mà sỉ nhục? Không phải đâu, tại vì anh đang nghĩ cho em đó, cho nên anh mới nói vậy thôi. Thầy nghĩ cho em là sao? Đúng rồi, anh nghĩ cho em. Tại vì á, mình chưa biết sau này tụi mình sẽ như thế nào. Lỡ khi sau này anh với em chia tay đúng không? Hả? Lỡ sau này em với thầy chia tay đúng không? Thầy sợ vậy chứ gì? Thầy sợ người ta biết cái mối quan hệ của em với thầy, rồi thầy phải chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này. Cho nên thầy sợ sau này chia tay á, thầy không biết phải làm sao hết đúng không? Nếu mà thầy sợ quá như vậy thì chia tay luôn bây giờ đi. Tốt lắm Diệu Hiền, nổi giận đúng lúc lắm. Dù cho ảnh có nói lời xin lỗi cũng không bao giờ được đồng ý nghe chưa. Tại sao ảnh không gọi mình lại chứ? 5 4 3 2 1 Tin nhắn cũng không nhắn được một tin cho mình nữa. Ồ, là bà hả? Chứ bà nghĩ là ai? À, không có gì. Làm gì mặt bà giống như còn muốn thiêu vậy? Không có gì. Ê, bà nè, làm gì hôm nay nhìn lạ dữ không? Diệu Hiền. Diệu Hiền. Bà dậy ăn cơm đi. Tôi không ăn đâu, bà ăn trước đi. Nè, bà có sao không vậy? Không, không sao hết đó. Vậy thôi. Ôi, nhưng mà Kim Chi ơi. Hử? Không có gì. Bà đi ăn trước đi. Không có gì mà bà nằm giật giờ từ tối qua tới giờ vậy hả? Vậy thôi tôi đi ra ngoài xíu á. Ồ.
Bộ anh nghĩ mình nói chia tay là chia tay hay sao? Đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận thôi mà. Tại sao mình lại nói như vậy chứ? Tại sao chứ? Alo cô Hiền hả? Mẫn hả? Em nè, mua sao giọng cô yếu xìu vậy? Không có gì. Có chú em ở nhà không Mẫn? Chú em hả? Đang nằm kế bên chơi game nè. Em thấy tâm trạng của chú của em sao? Có buồn không? Tâm trạng hả? Chết mày! Chết mày! Mày sợ mày đi đâu vô? Tâm trạng của chú em hả? Thì chú em đang buồn lắm. Buồn rũ rượi luôn á. Mắt thì thâm quần, mắt cấu trúc vậy đó. Còn da thì bụng không à, môi khô nứt nẻ nữa. Cô nói là chú em muốn ăn cơm này nữa cô. Thiệt hả? Đúng rồi. Vậy được rồi. Cô cảm ơn em. Nhưng mà em đừng có nói với chú em là cô gọi điện thoại nha. Dạ rồi, em biết rồi. Mà sao cho cô, có chuyện gì hả cô? Cảm ơn em nha Mẫn. Vậy là chắc ảnh có buồn một chút. Nhưng mà sao anh không gọi điện thoại cho mình? Hay là có khi nào Mẫn nói dối mình không ta? Mẫn? Hôm nay con ta thấy ghê vậy Mẫn? Con hả? Con nói chuyện với thằng bạn kia mới bị bệnh trái rạ nên gọi hỏi thăm thôi. Cái gì bệnh trái rạ hả? Bệnh trái rạ nổi ghê lắm á. Nhớ kêu bạn con á, hạn chế ra gió hay chưa? Dạ con biết rồi. Không tôi là thê thảm đó con. Dạ dạ. Chú. Chú có bị đau đâu không? Gì vậy? Tự nhiên bị đau đâu là sao? Mà không có gì đâu chứ. Mẫn, có chuyện gì vậy? Mẫn, đừng có nói chú á là con bị lây trái rạ rồi nha. Không phải. Tỉnh xa chú ra nha. Chú có cãi nhau với ai không? Không. Tự nhiên cãi nhau với ai là sao cái thằng này? Chúng cãi nhau với ai hết hả? Không. Vậy thôi. Cái gì vậy? Chuyện gì? Chú. Chuyện gì? Chú ra đường chú gây gổ gì với ai không? Hôm nay con sao vậy Mẫn? Con bị khùng hả? Con hỏi mấy câu tào lao vậy Mẫn? Là chú không gây gổ với ai hết hả? Có chuyện gì nói đại đi. Nhấp 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 nhấp. Nhức đầu muốn chết luôn. Nên nói đại hả chú? Nói đi. Đừng vô thẳng vấn đề luôn nha. Rồi. Chú là đàn ông á. Mình muốn gặp ai thì mình dứt khoát mình đi gặp luôn đi chú. Tại sao chú cứ ẩm mờ rồi cứ ở nhà rồi không chịu đi gặp người ta? Tại sao? Con nói gì vậy Mẫn? Cô Diệu Hiền của con đang khóc vì chú đó. Nhưng mà chú ngồi đây chú chơi game rồi. Cái chuyện này á, con không cần phải lo đâu. Sao mà không lo được? Chú là người con trai mà chú để con gái khóc vậy hả? Cái thằng này, chú nói cái chuyện này không cần con lo mà. Thiệt tình con mà là chú là con không làm như vậy đâu. Con chù cho chú ra đường bị trái rạ luôn. Cô ơi. Hả? Hay là để mai mình dọn tiếp đi cô. Chứ giờ tụi em phải đi học thêm lớp tiếng Anh rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy thôi tụi em đi trước đi. Dạ. Dạ. Tụi em chào cô. Dạ. Cô cảm ơn nha. Dạ.
Tin nhắn cũng không, gọi nhỡ cũng không. Ê, Mẫn. Ủa, đi đâu đây? Đi đâu á? Đi chơi bia. Hay quá ha. Không sợ anh mát mẹ hả? Anh thử anh mát coi. Ê, nếu như em không đi học á thì lên trường phụ cô Hiền dọn cái phòng phát thanh đi. Gì? Cô Hiền vẫn còn ở trên đó hả? Thôi, đi nha. Ôm chặt chưa không? Tại sao cô lại ở đây? Ô Mẫn, ô sao em ở đây vậy? Cô không có sao hết á. Cô không có khóc, cô không có khóc, cô không có sao hết á. Em đâu có nói gì đâu. Đáng lẽ là cô phải dọn bên phòng phát thanh chứ sao cô lại đứng đây? Vậy em qua bên đó trước đi. Cô qua liền. Cô không sao hết á. Cô có ổn không? Cô không sao. Nhưng mà Mẫn ơi. Alo, 1 2 3 4. Alo, 1 2 3 4. Em nghe nói rõ không vậy? Em nghe rõ không? Dạ sao thầy? Em nghe rõ không vậy? Dạ rõ, thở đây. Vậy là ổn rồi đó. Mấy này mình phải đấu dây cho chắc nha. Dạ rồi. Ủa, cô Hiền. Thầy có chuyện muốn nói với cô Hiền chút. Em ra ngoài được không? Dạ rồi. Tắt giùm thầy nha. Thầy không gọi điện thoại cho em. Sao thầy lạnh lùng quá vậy? Diệu Hiền à, tức bộ khi mà em nói chia tay thì thầy nghĩ là chia tay thiệt hả? Đó chỉ là những cái trong cái lúc mà em nóng giận, em bồng bột, em nói ra thôi. Sao thầy quá đáng với em quá vậy? Diệu Hiền, em bình tĩnh lại đi. Em đừng có ngốc như vậy. Thật ra trong mối quan hệ này, em là người có quyền quyết định chứ không phải là anh. Cho nên anh không đủ tư cách để giữ em lại. Không đủ tư cách là sao? Sao thầy không đủ tư cách? Sao thầy không giữ em lại? Nếu anh giữ em lại, chẳng khác nào anh quá anh kỳ. Và anh hy vọng em sẽ hiểu. Em không hiểu, em không có hiểu. Anh xin lỗi. Tại sao vậy hả? Tại sao thầy không bao giờ thầy nói là em đừng đi, em đừng rời xa anh nữa? Tại sao lúc nào thầy cũng để cho người khác bất an vậy hả? Thầy có biết á, em chờ điện thoại của thầy không? Chỉ một cú điện thoại thôi mà sao thầy không gọi cho em hả? Không phải, anh đã cố tình chờ em gọi điện thoại và tụi mình nói chuyện là bình thường. Nhưng mà thầy nói láo, chứ không phải là chia tay em xong rồi thầy cảm thấy sung sướng, thầy cảm thấy vui vẻ lắm hả? Không phải như vậy đâu. Thầy có biết á, thầy đáng ghét luôn. Thầy quá đáng lắm anh Tiền Phúc. Lúc nào thầy cũng vậy hết trơn. Thầy còn cười đừng nữa. Thầy quá đáng lắm luôn á Tiền Phúc. Cái gì à? Tự nhiên à? Thiệt tình.